Việc tự trồng trái cây tại nhà riêng cũng là cách để mọi người có thể ăn uống một cách thoải mái mà không sợ bị độc hại. Vừa qua, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Hương Lan đã chia sẻ đoạn clip mình đi thu hoạch các loại rau quả trong vườn tại nhà riêng ở Mỹ. Cô khoe mình vừa về Việt Nam 2 tuần và khi sang lại thì bất ngờ với độ xum xuê. Hầu hết các nghệ sĩ sau khi sang nước ngoài sinh sống thì họ đều chọn cho mình một ngôi nhà có sân vườn rộng rãi và tự vun trồng các loại rau, trái cây mình muốn nếu cần có thể thưởng thức. Đây cũng là cách để mọi người vừa ăn đồ sạch lại tránh cảm giác nhớ thực phẩm quê hương. Nghệ sĩ Hương Lan khoe rổ khổ qua và đầu bắp siêu to khổng lồ khiến khán giả trầm trồ, bởi lẽ không phải ai cũng có thể tự trồng được những loại quả và thu hoạch tốt như thế này khi thực phẩm tươi xanh càng khiến cho bữa ăn thêm ngon và hấp dẫn. Hầu hết tất cả các loại cây trái ở vườn nhà nữ nghệ sĩ đều thuộc dạng khủng làm cho người nhìn phải phát thèm. Khi nhận được lời khen của mọi người thì nghệ sĩ Hương Lan rất thích thú. Cô chia sẻ rằng mình chẳng đóng góp quá nhiều cho khu vườn này mà chỉ cần phụ thêm giúp ông xã việc tưới cây, hái quả khi cần nấu ăn. Còn lại những khâu vườn như trồng, chăm sóc đều một tay người đàn ông của cô làm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!